Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Hàng loạt chiến đấu cơ của Mỹ sẵn sàng bọc lót cho Israel trước kẻ thù. Các máy bay FA-18 đã cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ ở vịnh Oman và đã đến một căn cứ không được tiết lộ ở Trung Đông, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online. Hôm 6 tháng 8, hãng tin AP dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết khoảng 12 chiếc tiêm kích FA-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Đây là một phần nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giúp bảo vệ Israel và bảo vệ binh sĩ Mỹ trước khả năng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran phát động các cuộc tấn công. Vị quan chức trên cho biết, các máy bay FA-18 và một chiếc máy bay do thám E-2D Haki cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở vịnh Oman và đã đến một căn cứ không được tiết lộ vào hôm 5 tháng 8. Cũng theo quan chức trên, việc triển khai các máy bay của Hải quân Mỹ như vậy dự kiến chỉ là tạm thời vì một đội tiêm kích gồm khoảng 12 chiếc F-22 của không quân nước này đang trên đường từ Alaska đến căn cứ nói trên. Không rõ tất cả các máy bay này sẽ ở lại căn cứ nói trên trong bao lâu, điều đó có thể phụ thuộc tình hình trong vài ngày tới. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực khi căng thẳng leo thang tại đây. Giới quan sát lo ngại, khu vực Trung Đông có thể rơi vào một cuộc chiến tranh diện rộng sau vụ thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran và vụ Israel không kích giết chết chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shuk của Hezbollah ở Lebanon tuần trước. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran đã thề sẽ trả đũa. Nín thở với thùng thuốc súng Trung Đông. Cũng theo báo Tuổi Trẻ Online, giữa nỗi lo về một cuộc chiến tàn khốc ở Trung Đông, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Tổ chức Liên Chính phủ gồm 57 quốc gia thông báo sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt cấp ngoại trưởng tại Saudi Arabia vào thứ Tư ngày 7 tháng 8 để thảo luận về xung đột Israel-Hamas, vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và hành vi gây hấn của Israel đối với chủ quyền của Iran. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giới quan sát nín thở chờ đợi màn đáp trả của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran khoảng một tuần sau vụ thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát ở Iran và vụ Israel giết chết chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shuk của Hezbollah ở Lebanon. Iran đã bác bỏ những lời kêu gọi đàm phán liên quan kế hoạch phản ứng của họ và tuyên bố sẽ trừng phạt Israel. Theo báo New York Times, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn ở dải Gaza, vụ ám sát ông Haniyeh đã khiến các quan chức Mỹ và Ả Rập ngày càng lo ngại một xung đột diện rộng có thể nổ ra tại Trung Đông. Hiện nay, Israel đang đối mặt với các mối đe dọa trả đũa không chỉ từ Iran mà còn từ các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. Để chuẩn bị ứng phó, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng Michael Eric Kurila đã tới Israel hôm 5 tháng 8 để thảo luận về các hoạt động chuẩn bị chung trong khu vực như một phần của phản ứng trước các mối đe dọa ở Trung Đông. Tháng 4, sau cuộc tấn công của Israel vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Syria, Iran đã phóng 170 drone, hơn 30 tên lửa hành trình và hơn 120 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Lần này, Iran có thể sẽ phát động một cuộc tấn công tương tự nhưng còn có thêm khả năng Hezbollah sẽ tham gia vì nhóm này đang tìm cách báo thù cho chỉ huy cấp cao Fuad Shuk. Theo trang Axios, tình báo Mỹ dự đoán xảy ra kịch bản, trong đó có hai đợt tấn công, một đợt từ Hezbollah và một đợt từ Iran cùng một số lực lượng ủy nhiệm khác. Nhưng họ vẫn chưa rõ ai sẽ tấn công trước và sẽ dùng hình thức tấn công nào. Mỹ là một trong những nước đang tích cực tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thông qua các kênh ngoại giao, Washington đang hối thúc các nước gửi tới Iran thông điệp, leo thang căng thẳng ở Trung Đông không có lợi cho Tehran. Thông điệp được đưa ra vào thời điểm mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi là thời khắc quan trọng với Trung Đông. Ông Blinken cho biết, Mỹ đang tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ, gần như suốt ngày đêm để tháo ngòi nổ. Tất cả các bên phải tránh leo thang, phải thực hiện các bước để giảm căng thẳng. Leo thang không có lợi cho bất cứ ai mà sẽ chỉ dẫn đến nhiều xung đột, bạo lực và bất ổn hơn mà thôi, ông Blinken phát biểu tại Washington. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được cập nhật về tình hình Trung Đông, trong đó có những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ quân sự cho Israel nếu nước này bị tấn công, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin ở Gaza. Hôm 5 tháng 8, ông Blinken đã trao đổi với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelati.
các nhà ngoại giao trên khắp Trung Đông cũng đang nỗ lực kiềm chế căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi có chuyến đi hiếm hoi đến Tehran để gặp người đồng cấp Iran. Jordan là đồng minh của phương Tây và đã giúp đánh chặn tên lửa Dron của Iran hồi tháng 4 khi Tehran tấn công trả đũa Israel. Iran mở đợt tấn công quy mô vào Israel, lần thứ tư Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông. Hải quân Mỹ đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông, đánh dấu lần thứ tư trong 10 tháng qua mà một tàu sân bay Mỹ được điều đến khu vực này nhằm ứng phó với tình hình căng thẳng gia tăng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang lo ngại về khả năng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào Israel. Tháng 4 năm nay, tàu chiến của Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc bắn hạ tên lửa đạn đạo của Iran trong một cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel. Việc triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đang có mặt ở Thái Bình Dương được xem như một phần trong chiến lược củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt khi khu vực đang đối mặt với những bất ổn nghiêm trọng. Theo thông tin từ trang Business Insider ngày 6 tháng 8, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ là nhóm tàu sân bay thứ tư được Hải quân Mỹ điều đến Trung Đông trong vòng 10 tháng qua. Tàu sân bay này sẽ thay thế tàu USS Theodore Roosevelt đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư. Thông tin về thời điểm chính xác nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln có mặt tại Trung Đông hiện chưa được công bố. Từ tháng 10 năm ngoái, khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, Mỹ đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerard A. Ford đến Đông Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn sự leo thang của giao tranh và thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Nhóm tác chiến này bao gồm một tàu sân bay cùng các tàu chiến hỗ trợ, cung cấp khả năng tấn công và phòng thủ mạnh mẽ. Sau đó, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cũng được triển khai đến Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ và bảo vệ các tuyến đường vận tải thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi. Tuy nhiên, sau khi tàu sân bay USS Gerald A. Ford trở về Mỹ vào tháng 1 năm nay và USS Dwight D. Eisenhower rời Trung Đông vào tháng 6, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được điều động để lấp vào khoảng trống. Theo kế hoạch mới, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ thay thế nhóm tàu USS Theodore Roosevelt. Trang USNI News cho biết, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã hoạt động ở Vịnh Ba Tư và hiện chưa rõ tàu này sẽ được điều động đến đâu tiếp theo. Lầu Năm Góc cho biết, ngoài việc triển khai tàu sân bay, Mỹ còn điều động thêm các tàu chiến có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo đến các khu vực do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ quản lý, nhằm đối phó với tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Tình báo Mỹ dự đoán sẽ có hai đợt tấn công của Iran vào Israel, chưa rõ khi nào. Ngày 6 tháng 8, trang Axios Mỹ đưa tin rằng các quan chức an ninh quốc gia Nhà Trắng đã thông báo với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về tình hình căng thẳng hiện tại giữa Iran, nhóm vũ trang Hezbollah và Israel. Theo báo cáo, các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa có thông tin rõ ràng về thời điểm cụ thể của các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Iran và Hezbollah đối với Israel. Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc họp ngày 5 tháng 8, các quan chức Mỹ đã thảo luận về các biện pháp chuẩn bị để đối phó với những cuộc tấn công có khả năng xảy ra và nỗ lực gia tăng sức ép ngoại giao lên Iran và Hezbollah. Điều này nhằm giảm thiểu mức độ trả đũa sau những sự kiện nghiêm trọng gần đây, bao gồm vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran và vụ không kích Israel khiến chỉ huy quân sự cấp cao Fuaksar của Hezbollah thiệt mạng ở Lebanon tuần trước. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo với các đồng cấp từ nhóm G7 rằng có thể Iran và Hezbollah sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Tuy nhiên, trong cuộc họp tại phòng tình huống Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 8, ông Biden và bà Harris đã được thông báo rằng thông tin hiện tại vẫn chưa đủ chi tiết để xác định thời gian chính xác của các cuộc tấn công. Lực lượng tình báo Mỹ dự đoán rằng sẽ có hai đợt tấn công riêng biệt, một từ Hezbollah và một từ Iran cùng với các lực lượng ủy nhiệm khác. Dù vậy, các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa rõ ai sẽ thực hiện cuộc tấn công đầu tiên và hình thức tấn công cụ thể là gì. Theo báo Times of Israel, cả Israel và Mỹ đều không chắc chắn về hình thức của các cuộc tấn công sắp tới từ Iran. Họ cho rằng Tehran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch tấn công và vẫn đang trong quá trình phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm của mình.
tình hình hiện tại vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và có thể thay đổi nhanh chóng, khiến việc dự đoán và chuẩn bị cho các diễn biến tiếp theo trở nên vô cùng khó khăn.